Rồi quý vị ơi, bonsai 2000 mấy? 419. 2419. Một cây linh sam 86 200k bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi tôi nói cho quý vị nghe nha, ngày hôm qua tôi đi xe đét tôi chơi nha. Rồi tôi cũng kiếm cơm về gì nhau chút đỉnh gì kiếm cơm nha quý vị, mà tôi đi từ sáng tới chiều nha quý vị. 8 9 giờ sáng ha, tôi qua xe đét tôi chơi rồi tôi tới đi tới tối luôn. Tôi đi một vòng ha. Chạy quá trời luôn tới chiều. Hôm qua mấy giờ mới về đó nhỉ? Hôm qua 6 giờ mấy? 6 giờ rưỡi tối mới về tới nhà mua được con cây này nha quý vị. Có một cây duy nhất thôi nha quý vị. Đó. Là thôi là tôi chán tôi về luôn ha. Đó hôm nay tôi đem ra tôi bán cho quý vị nè. Nguyên ngày hôm qua hai chờ tôi đi là lỗ xã hội rồi nha quý vị. Rồi 200k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha. Cây này là sumo lùn nha, nó lùn xịt có một khúc nè. 200k. Rồi thôi kết thúc đi. Đi một ngày trời mua có một cây vậy nha. Rồi xuống luôn. Xuống chợ hôm nay ở đây chơi nè.